người như thế nào mới có thể làm nên đại sự. Kính thưa quý vị, phàm là làm việc lớn thì trước hết phải nghiêm khắc tu dưỡng chính bản thân mình giữ được ý chí sắt đá, kiên định, lại còn phải trau dồi những trải nghiệm và hiểu biết phong phú. Hơn nữa phải thấu hiểu lẽ đời, đạo trời, đối nhân xử thế, khoan dung độ lượng, tấm lòng bao la rộng lớn. Trong cuộc sống nơi nào cũng đều tồn tại các cửa ải khó khăn, nếu không có sức mạnh kiên cường và ý chí kiên định những khổ nạn này bất kỳ lúc nào cũng có thể ngăn cản chúng ta tiến lên phía trước thậm chí sẽ làm cho ta mất phương hướng hoặc xa vào vòng xoáy lợi ích nhất thời vậy thì người như thế nào mới có thể làm nên đại sự các học giả nho gia đã chia sẻ kinh nghiệm của một nhân vật kinh điển tăng quốc phiên tăng quốc phiên là danh nho lỗi lạc đã từng dẹp yên thái bình thiên quốc trở thành người cứu nguy cho vương triều nhà Thanh và được suy tôn là Trung Hưng Trọng Thần. Tuy nhiên, Tăng Quốc Phiên vốn không phải là người có tài năng thiên bẩm, thậm chí thời trẻ còn phạm vào rất nhiều việc xấu. Vậy thì vì sao ông lại có thể gặt hái được những thành tựu về học vấn và sự nghiệp lẫy lừng như vậy? Ông đã viết rất nhiều sách về đối nhân xử thế được rất nhiều độc giả coi trọng. Dưới đây là một vài câu chuyện mà ông đã từng trải qua. Một, người biết tự xét mình sửa lỗi. Con người sống ở trên đời, mấy ai không phạm sai lầm. Nhưng sự khác biệt giữa người thành công với đại đa số người bình thường khác chính là ở chỗ họ có thể chủ động tự xét mình sửa lỗi và không ngừng thăng tiến. Thời trẻ, Tăng Quốc Phiên mang trong mình nhiệt huyết tuổi trẻ, tinh lực tràn đầy nhưng tính tình lại rất nóng này. Khi làm quan ở Kinh Thành, ông đã từng rất phóng đãng lỗ máng có lần ông và người đồng hương tranh luận một vấn đề mà không có kết quả, cuối cùng xảy ra đánh nhau. Lại có lần đến chơi nhà bạn đồng sự, nhìn thấy tiểu thiếp xinh đẹp của bạn, không nhịn được liền buông lời trong ghẹo, trong tâm cũng khởi ý niệm xấu. Có thể thấy rằng, tuổi trẻ của Tăng Quốc Phiên cũng mang nhiều khuyết điểm. Nhưng khi đọc trong nhật ký của ông, chúng ta sẽ thấy rằng đối với những suy nghĩ ích kỷ và thói đời xấu xa mà ông mắc phải, ông tự mình nhận thức ra và thể với bản thân rằng sẽ cải chính lại những sai lầm đó. Năm 17 tuổi, ông bị dính vào thuốc phiện. Sau khi bị thầy mắng chửi một trận thậm tệ, ông đã lập tức quyết trí cai thuốc, nhưng kiên trì một hai tháng thì lại hút lại. Trong nhật ký của ông ghi lại, sơ giới ngật yên, như thất nhũ bàng hoàng, tạm dịch là ban đầu bỏ thuốc hoang mang như đứa con mất sữa mẹ điểm khó khăn là ở hoàn cảnh xung quanh các bạn học khác đều hút thuốc đó là một sự cám dỗ cực lớn cuối cùng những thứ đồ dùng để hút thuốc mà ông yêu thích đều bị ông đem đi đập hết sạch từ đó không ngừng đốc thúc tu chính bản thân sau cùng cũng từ bỏ được thói xấu nghiện thuốc này Cuộc đời tăng quốc phiên là cuộc hành trình đi từ một người bình thường với nhiều thói hư tật xấu cho đến khi trở thành một đại danh nho lỗi lạc. Vậy nên, những câu chuyện của ông mới trở thành những kinh nghiệm quý báu có tính phổ biến lưu lại cho người đời sau. Tăng Tử nói, mỗi ngày phải nhiều lần tự suy xét xem hành vi của bản thân có chăng còn tồn tại sai lầm. Khổng Tử cho rằng Đối với những lệch lạc của bản thân thì phải nghiêm khắc như là quan tòa mà xét xử, không thể dễ dãi thuận theo, dù đau đớn cũng phải hạ quyết tâm cải chính lại bản thân mình. 2. Người có kỷ luật. Tính kỷ luật chính là nền tảng của sự thành công. Đối với những người thiếu tính kỷ luật mà nói, cuộc sống của họ tràn đầy những cám dỗ và cạm bẫy. Khoảng 30 tuổi Tăng Quốc Phiên lập ra một quy định nghiêm khắc tu thân cho chính mình và đặt tên là Nhật Khóa Thập Nhị Điều, Tạm Dịch, 12 Điều Phải Học Mỗi Ngày, mà chủ yếu là chủ kính, trình tề, nghiêm túc, tĩnh tỏa, dậy sớm, đọc sách, viết nhật ký, luyện chữ, cẩn ngôn, cẩn thận lời ăn tiếng nói, dưỡng khí, sáng tác văn thơ. Mỗi ngày từ sáng đến tối đều phải thực hiện được những việc này tăng quốc phiên trước khi tạ thế từng để lại lời răn mà điều đầu tiên chính là thận độc nhất viết thận độc tắc tâm an hàm ý là ngay cả khi chỉ có một mình không ai hay biết thì hành vi của bản thân cũng luôn phải thận trọng chiều theo tiêu chuẩn đạo đức mà hành xử không thể tùy tiện khinh suất trước sau không thể phóng túng bản thân mỗi ngày đều làm được như vậy thì tất sẽ an tâm thận độc thực chất chính là một hình thức cao hơn của tự kỷ luật người mà có thể thận độc chính là có thể khống chế tinh thần kiểm soát được ham muốn của bản thân tự nhiên sẽ cảm thấy trong lòng yên ổn tự nhiên cũng có được sức mạnh và tinh lực để có thể làm những sự việc mình muốn thực hiện một người mà có thể tự kỷ luật thận độc bản thân thì trong tâm không có hổ thẹn gặp biến cố mà không sợ hãi tâm tình bình hòa vui vẻ Tăng Quốc Phiên gọi đó là nguyên tắc sống quan trọng nhất của đời người, là bài thuốc tốt nhất, là việc quan trọng bậc nhất trong đạo tu thân dưỡng tính. 3. Người sẵn sàng giúp đỡ người khác. Người xưa dạy, người quân tử càng giúp người khác thì mình càng có được nhiều hơn. Đây chính là thể hiện cụ thể của tấm lòng nhân ái giữa người với người. Người có trí huệ đều hiểu rằng giúp người khác thành công kỳ thực chính là đang tự giúp chính mình. Sau khi quân Tường, Hồ Nam đánh phá được Nam Kinh, Tăng Quốc Phiên trong Tấu Chương trình lên triều đình đã đem công chủ tính thắng lợi nhường cho Hồ Lâm Dực và công huyết chiến nơi tiền tuyến nhường cho Đa Long A. Tăng Quốc Phiên cho rằng, người nếu muốn tâm tồn tế vật, tâm làm lợi cho vạn vật thì cần dốc lòng giúp đỡ người khác cần có tâm chân thành muốn người khác được thành công hiểu được rằng giúp người kỳ thực chính là giúp bản thân mình người như vậy cho dù tạm thời không giàu có về vật chất nhưng lại là người đại phú đại quý về tinh thần một người chấp nhận từ bỏ phần lợi nhỏ không tính toán được mất như vậy mới có thể thật sự được mọi người trợ giúp con đường nhân sinh vì thế cũng càng ngày càng rộng mở nếu như có thể tâm tồn tế vật vậy thì chính là làm cho cuộc sống trở nên rộng rãi thành tựu vô hạn trong tương lai nói cách khác bất cứ có chuyện gì đều có kết quả nhất định nỗ lực bao nhiêu mới có thể thu hoạch được bấy nhiêu nỗ lực không nhất định là thống khổ nhưng lúc thu hoạch thì nhất định hạnh phúc người có bát khí thì tự họ đã là anh hùng hào kiệt trong cõi đời khí tiết của con người thông thường chỉ bát khí gồm có trí chí khí, chính khí, cốt khí, đại khí, hào khí, linh khí, hòa khí, còn cần thêm một chút ngạo khí. Gió lớn thét gạo cảm khái, bát khí hạo đáng tự đã là hào kiệt trong cõi người. Người có khí tiết, tuy chết rồi mà vẫn sống, hạ người thất tiết, tuy còn sống mà đã như chết rồi. Một, trí khí. Trong tiêu giao du, trang tử nói, chim én chim sẻ làm sao biết được cái trí của bạch phượng hoàng cái trí này vươn xa ngoài thiên vạn lý sao có thể bị kìm hãm trên những cành cây người không có trí chẳng lập được chỗ đứng nước không có nguồn chẳng thể chảy thành sông người lập trí lớn nên gắng gỏi vì nó tiền đồ không thể hạn lượng người lập trí nhỏ cũng phải nỗ lực chuyên cần có thể thành tựu người không có trí hướng thì một việc cũng chẳng thành Tô Đông Pha có câu rằng: "Phát phấn chi biến thiên hạ tự, lập trí độc tận nhân gian thư, nỗ lực biết khắp các chữ trong thiên hạ, lập trí đọc cạn các sách của nhân gian." Cuối cùng ông đã trở thành một đại văn hào của thời đại. 2. Chính khí. Trong công tôn xỉu, Mạnh Tử nói: "Ta khéo nuôi dưỡng cái khí hạo nhiên, khí ngất trời của ta. Cái khí ấy rộng lớn mênh mông, rất cứng cỏi." nếu mình dùng sự cương trực mà bồi dưỡng nó mà dùng thì nó lan ra khắp khoảng trời đất ông đã nói với chúng ta rằng khí hạo nhiên với chính nghĩa nhân nghĩa và đạo đức cùng phối hợp lan ra khắp khoảng trời đất thể hiện từ trong hành vi nhưng quỷ thần kính nhi viễn tri đại ý là kính trọng quỷ thần mà ngưỡng vọng từ xa văn thiên tường một anh hùng dân tộc thời nhà tống khi ở trong ngục đã viết chính khí ca trong đó có đoạn thiên địa hữu chính khí tạp nhiên phú lưu hình hạ tắc vi hạ nhạc thượng tắc vi nhật tinh ư nhân viết hạo nhiên bái hồ tắc xương minh bản dịch của hoàng tạo trời đất có chính khí tỏa ra cho muôn loài là sông núi dưới đất là trăng sao trên trời đầy dãy cả vũ trụ khí hạo nhiên của người khảng khái đi vào nơi khó nạn thiên cổ còn lưu danh ba cốt khí trong đằng văn công quyền hạ mạnh tử nói phú quý bất năng dâm bần tiện bất năng di uy vũ bất năng khuất đây được gọi là cốt khí người có cốt khí cứng cỏi như sắt thép không có gì cản nổi không gì không thể vượt qua người không có cốt cách cứng cỏi an thân cũng chẳng xong Vu Khiêm là một công thần đời nhà Minh, trong thổ mộc chi biến đã nỗ lực xoay chuyển tình thế, thế nhưng bản thân lại bị hãm hại, chịu bị giết oan thảm khốc. Trong bài thơ Thạch Hôi Ngâm, ông khẳng khái nói, Thiên trùy vạn tạc xuất thâm sơn, liệt hỏa phần thiêu nhược đẳng nhàn, phấn cốt toái thân hồn bất phạ, yếu lưu thanh bạch tại nhân gian, dịch nghĩa. Trải qua ngàn vạn dìu búa đập nện lấy ra khỏi rừng sâu, lửa hừng hực thiêu đốt cũng coi chuyện bình thường như thế. Cho dù tan xương nát thịt làm sao sợ hãi, lưu sự thanh bạch tại nhân gian. 4. Đại khí. Tuân tử có câu, bất đăng cao sơn, bất chi thiên chi cao dã, bất lâm thâm khê, bất chi địa chi hậu dã, nghĩa là không lên núi cao không biết trời cao vậy không xuống khe sâu không biết đất dày vậy người đại khí ắt biết trời cao đất dày hình tượng của họ chính là như ngọn núi cao sừng sững hoài bão tựa như sông lớn cuồn cuộn nó không những có thể rung nạp hết bụi đất trần ai mà còn có thể chở cả vạn dòng suối khe vậy nên toàn thân từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều toát ra trí lớn hừng hực có thể đảm đương không chút mê lầm với người thì khoáng đạt hào sảng cử chỉ đường hoàng khiến người kính sợ năm hào khí người có hào khí tính cách đường hoàng tấm lòng rộng mở làm người thản đãng hào sảng lạc quan thường thường không câu nệ tiểu tiết ví như hạng vũ lý bạch tô thức giá hiên cư sĩ cũng như những trang anh hùng hào kiệt khác họ có đủ khả năng đối diện với cuộc đời, có thể lên cũng có thể xuống, ngay cả khi kinh qua chắc trở, muôn vàn cực khổ cũng không quay đầu, dũng mãnh tiến thẳng về phía trước. Tân khí tật có thể nói là sự nghiệp gian nan, hết lần này tới lần khác chịu khuất nhục, nhưng một chút cũng không cải biến khí tiết hào sảng của mình. Trong vĩnh ngộ là kinh khẩu bắc cố đình ngoài cổ, ông vẫn đinh ninh. Tưởng đương niên, kim qua thiết mã, khí thôn vạn lý như hồ, tạm dịch, nhớ năm nào, ngựa sắt giáo vàng, vạn dặm đất, nốt phăng như hồ. 6. Linh khí Con người đứng đầu vạn vật sinh linh, có đủ linh khí, nhưng linh khí chân chính lại là một chủng loại khí chất có thể cảm thụ một cách trực quan và thông thấu một người mà tâm linh đã đạt đến cảnh giới minh tâm kiến tính thì đã có linh khí cuồn cuộn không dứt có thể thấy những điều người khác không thấy nghĩ những điều người khác chưa từng nghĩ tới biết những điều mà người khác không biết điều gọi là nhân tình luyện đạt giai văn chương am tường nhân tình thế thái là văn chương kê linh khí hiển hiện không nơi nào không có mặt dùng cho sự vật sự việc thì viên mãn thông thuận dùng cho người thì thuận lợi như khơi nguồn. 7. Hòa khí Lão Tử nói, vạn vật phụ âm nhi bão dương, sung khí dĩ vi hòa, nghĩa là trong vạn vật không có vật nào không cõng âm và ôm dương, ở giữa là nguyên khí dung hòa. Khổng Tử nói, lễ chi dụng, hòa vi quý, nghĩa là chỗ dùng của lễ, lấy hòa làm quý. Những lời giảng xưa tương tự như thế, ví như, hòa khí sinh tài hòa khí trí tường hòa khí đem đến phúc lành hòa chung cộng tế đồng lòng tương trợ gia hòa vạn sự hưng đều lấy hòa làm quý vậy bình hòa hòa hợp hòa khí hòa thiện hòa ái hòa hảo ôn hòa vui vẻ an hòa từ trong tâm tới ngôn hành cử chỉ đều toát nên sự thân thiện thiện ý lương thiện thiện lương, sự ấm áp giàu nhân ái, nên là sự chọn lựa của những người khôn ngoan, tướng tương hòa, giai thoại lưu truyền cho tới ngày nay, đủ để chứng minh điều đó. 8. Ngạo khí Nhân sinh tại thế, không thể nhất nhất cầu toàn, cần tranh thì mới tranh, sao có thể lãnh đạm vô tình. Thế nên, Lý Bạch đối diện với uy hiếp của Hoàng thân quốc thích, dám hét to lên rằng dễ đầu cúi đầu gãy lưng phụng quyền quý khiến ta chẳng được mặt mày tươi. Văn Thiên Tường khi đối diện với uy hiếp sinh tử, vẫn ngạo cốt hiên ngang, nhân sinh tự cổ thủy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thành, từ cổ người đời ai chẳng chết, lưu lại lòng son với sự sanh Ngay cả phận nữ nhi như Lý Thanh Chiếu, cũng dùng mấy vần thơ mà biểu đạt được tấm lòng ái quốc, tưởng nhớ tráng sĩ như sau sinh đương tác nhân kiệt, tử diệt vi quỷ hùng, trí kim tư hạng vũ, bất khẳng quá giang đông, dịch thơ, sống làm người anh kiệt, chết cũng ma anh hùng. Xưa này nhớ hạng vũ, chẳng chịu về giang đông. Bát khí của nhân sinh không dễ mà tu được, nhưng tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ mới thực là đại sự của đời người. Tu thân không thể kiên trì bền bỉ, Sao có thể bản đến tề ra được đây? Càng chẳng thể nhắc đến trị quốc bình thiên hạ, thế nhân lại càng nên thận trọng, lấy bát khí truyền mỹ đức, biết nhân tâm. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe video của chúng tôi. Chúc quý vị một đời an yên và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.